liệu việc tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bất thành hay không. Sau khi trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ngay lập tức đưa ra những tuyên bố hứa hẹn một kỷ nguyên mới của dân tộc. Điều đó đã tạo ra một không khí hồ hởi, phấn khởi trong bộ phận không nhỏ của người dân, kể cả một số tri thức. Tuy nhiên, cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 5 trên cương vị Tổng Bí thư, công chúng thấy Tô Lâm chỉ nói chung chung chứ chưa làm được gì cụ thể cả. Thậm chí từ chủ đề được cho là cải cách thể chế, bất ngờ ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng phải chuyển sang chủ đề tinh gọn sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị. Nhưng sự thật, chủ trương tinh gọn sắp xếp lại bộ máy là một di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng được khởi xướng sau Đại hội Đảng lần thứ 12 và được nhắc đi nhắc lại ở Đại hội Đảng sau này. Tuy nhiên, tới thời điểm Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ trương cũ kỹ này được lôi ra phủi bụi và lại đánh bóng, cộng với việc tuyên truyền rầm rộ đã khiến cho không ít người tưởng đó là chủ trương mới của Tô Lâm phát kiến và sáng tạo. Kết quả thực hiện nghị quyết số 18 về tinh gọn bộ máy từ năm 2017 cho đến nay, bộ máy nhà nước cũng như số lượng công chức, viên chức ngày một phình to ra như đã thấy. Do vậy, dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ trương này có thể cũng sẽ đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm. Tại sao lại nói như vậy? Cần phải thừa nhận rằng mặc dù mức lương của công chức và viên chức ở Việt Nam được đánh giá là rất thấp, nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền rất lớn để có được vị trí trong cơ quan nhà nước. Bởi lý do lương ít nhưng lậu nhiều. Chưa kể đến việc làm việc trong khu vực công ổn định hơn, ít rủi ro và có chế độ hưu trí tốt hơn. Một số đông có điều kiện tìm đến bộ máy nhà nước để mà kiếm cơ hội thăng tiến và nắm giữ quyền lực. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ mà còn cho gia đình và người thân của họ. Điều này thúc đẩy việc chạy chức chạy quyền để tham gia bộ máy công quyền, để từ đó tìm cơ hội leo cao chui sâu. Đây là một trong rất nhiều nguyên nhân tạo ra sức ỳ của bộ máy nhà nước hiện nay, và tinh gọn bộ máy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các lãnh đạo cũng như những người trong bộ máy của nhà nước. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng bóp chỗ này phình chỗ kia. Đây là một trở ngại rất lớn cho nhiều, tác động đến nỗ lực tinh gọn và nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước của ông Tổng Bí thư đang cố gắng. Hơn thế nữa, nhân sự cho bộ máy nhà nước hiện nay đa số lại là con ông cháu cha hay những người có tiền mua vị trí, đâu dễ gì mà dẹp được họ. Chưa kể đến chuyện cũng giống như sáng kiến đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, công cuộc tinh gọn bộ máy của ông Tô Lâm phát động cũng có thể chỉ là một thủ đoạn để loại trừ đối thủ chính trị không ăn cánh với mình. Nó hoàn toàn không nhằm mục đích tạo tiền đề cho cái gọi là cải cách thể chế. Ngoài ra, có những nghi ngờ về việc Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố rằng Trung ương đã thống nhất cao Trung ương bất thường ngày 25 tháng 11 vừa qua, và Tô Lâm lạc quan khẳng định còn hơn một năm nữa là Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đã chia sẻ tốc độ chóng mặt một tài liệu phương án sát nhập chỉ còn 31 tỉnh thành trên toàn quốc. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 11, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin kể trên và khẳng định đó là thông tin không xác thực. Phải chăng những điều kể trên là dấu hiệu cho thấy cũng như công cuộc cải cách thể chế, phương án xuống thang tinh gọn bộ máy nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ bất thành? Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin liệu việc tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bất thành hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Vì sao công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang có dấu hiệu thụt lùi? Mặc dù công cuộc cải cách đã có một số ý kiến cho là có dấu hiệu thụt lùi, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn lạc quan khẳng định còn hơn một năm nữa là Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Đó là khẳng định của ông Tô Lâm vào 25 tháng 11 trong trao đổi chuyên đề kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, ông Tô Lâm cho rằng thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là đại hội lần thứ 14 của Đảng. Kể từ đây, mọi người Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng để đưa đất nước phát triển toàn diện
mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh. Được biết, trong những ngày gần đây, nhiều tờ báo tại Việt Nam đã hưởng ứng mở chuyên mục Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để quảng bá cho ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng đó có thể là để giải tỏa sự bế tắc của ông Tổng Bí thư đang gặp phải. Theo một số đánh giá, việc ông Tô Lâm ngay sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, khi đó ông Tô Lâm đã đưa ra quyết tâm cải cách thể chế để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Tuy nhiên đến nay, người ta thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã hạn chế nhắc đến cụm từ cải cách thể chế và đưa ra khái niệm tinh gọn bộ máy nhà nước. Đây là biểu hiện của sự thụt lùi. Khái niệm cải cách thể chế và nội dung tinh gọn bộ máy nhà nước của ông Tô Lâm đưa ra là hai khái niệm có liên quan nhưng có phạm vi và mục tiêu khác nhau. Theo đó, cải cách thể chế nhằm tập trung vào việc thay đổi, hoàn thiện các quy định về luật pháp, các cơ chế quản lý nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Trong khi việc tinh gọn bộ máy nhà nước chỉ là việc sắp xếp tổ chức lại cơ cấu của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thông qua việc giảm bớt các đầu mối, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đáng chú ý, việc tinh gọn bộ máy nhà nước cũng không phải là ý tưởng sáng tạo của ông Tô Lâm, mà đã xuất phát từ hai nghị quyết số 18 với nội dung và thời điểm khác nhau, cụ thể là nghị quyết số 18 vào ngày 25 tháng 10 năm 2017 và nghị quyết số 18 vào ngày 6 tháng 6 năm 2022. Cả hai nghị quyết số 18 đều liên quan đến việc thí điểm mô hình, tổ chức bộ máy mới và kiêm nhiệm một số tổ chức chức danh để tinh gọn đầu mối. Nghị quyết 18 tinh gọn bộ máy ra đời từ tháng 10 năm 2017 đến nay đã là 7 năm, nhưng kết quả không đạt được như mong muốn. Ngược lại, bộ máy nhà nước thì càng ngày phình to hơn thay vì tinh gọn. Công luận thấy rằng chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là chủ trương đúng, thậm chí là rất tốt, nhưng nó ảnh hưởng quá lớn đến quyền lực, quyền lợi của các lãnh đạo đảng mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương. Đây là lý do việc thực hiện hai nghị quyết 18 của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không có kết quả. Theo một số nhận định, kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8 đến nay, ông Tô Lâm hầu như chưa làm được công việc cụ thể nào đáng ghi nhận và chỉ hô hào trùng trùng. Nhìn chung, các hoạt động của ông Tô Lâm trong thời gian gần 4 tháng vừa qua chủ yếu nhằm tập trung vào việc củng cố vị thế chính trị và quan hệ ngoại giao, cũng như củng cố quyền lực cá nhân và chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, hơn là triển khai các chính sách cụ thể mang lại lợi ích trực tiếp cho đất nước và người dân. Vì sao có cuộc cải cách thể chế của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là bế tắc đến như vậy? Vấn đề này liên quan đến nội bộ đảng cũng như các áp lực từ Trung Quốc ra sao? Quý vị hãy theo dõi kỳ tiếp theo. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vì sao công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm có dấu hiệu thụt lùi? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de